thì đây là bởi vì con suy tư về điều đó và con muốn uh, nhìn lại cái tượng này và con muốn uh, làm nó theo ý tưởng đó cho nên là con không làm theo cách truyền thống một là phục sinh hai là khổ nạn hoặc là chịu chết thì đây là bức tượng nó đứng ở giữa giữa phục sinh và cái chết thì làm sao để mà làm được điều này thì con đưa ra, con làm nó ẩn ý trong bốn cái à, điều à, trên cái hình này. Thứ nhất là cái gian tay của Chúa, cái tay của Chúa trong cái hình này nó thẳng, nó thẳng chứ nó không phải là chữ chữ v. thì cái thẳng này nó có cái ý là ban phép lành và có cái ý nữa là lơ lửng trên không trung cái bàn tay này hai bàn tay cũng khác nhau, một bàn tay thì thẳng ra và một bàn tay này hơi nghiêng một chút 4, 4, 4 45 độ thì cũng là ý là ban phép lành. Còn các tay khác có thể là uh, bóp lại vô cái cái đinh. Nếu mà mở ra thì cũng là bị ghim thôi chứ không ban phép lành. Dạ. Yeah. Ngang và ban phép lành là cánh tay khác nhau. Rồi cái nhìn của Chúa xuống cũng vậy, là đa số là Chúa gục đầu, Chúa chết. Còn đây là Chúa nhìn, actively nhìn xuống, à, để mà dìu theo những người ở dưới. Cho nên là Chúa, Chúa vẫn sống và nhìn xuống. Cái thứ tư nữa là cái da của Chúa trên đây, tại vì cái này nó nhỏ cho nên nó không diễn đạt được hết, chứ cái tượng chính đồng đồng của Chúa, là các dạ của Chúa rất là sần sùi, nhiều chỗ chỗ vai và chỗ bụng. Và những chỗ khác thì nó lại smooth, cho nên là con vừa làm cả hai để diễn đạt là sự thay đổi về con người từ cái cái decay tức là cái 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 um, cái tàn lụi đó cho đến là sự sống lại. Rồi cái nữa là bức chân của của Chúa là bước chân nhảy giống như một người dancer mà nhảy lên trên không trung vậy đó, à. thì cái chân này nó đằng sau cái chân trước và cái chân trước nó không bị ghim và nó cũng đưa ra một chút góc độ khoảng ba chục độ và tất cả những cái này nếu mà con đặt lên cái 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 cái, cái mặt phẳng chúa sẽ thấy là thực sự là chúa chúa đang nhảy lên và đang bay lên, đang bay lên, dạ, thì bốn cái khía cạnh này giúp cho con nói lên ý tưởng là sự sống lại trong đau khổ và mình có hy vọng trong những điều uh, tuyệt vọng. Right. Dạ. Thì cái chiều kích hướng thiện và chiều kích hy vọng và niềm tin nó rất là mạnh. À, nói chung về những cái điểm bố cục này đó là mặc dù là Chúa nhìn xuống là đi hướng đi xuống nhưng mà chân thì lại nhảy lên và đưa lên và cái cái bàn tay này lại là là ở giữa cho nên là cái sự à, lơ lửng của chúa à. và cái sự hiện diện ân sủng của chúa qua cái đau khổ này nó có à, qua, qua cái cấu tạo này dạ à. có nảy đến à, đầu của chúa dạ. hình như là không phải gục xuống vì đau khổ hay chết mà gục xuống có vẻ nhìn người ta một cách trìu mến đúng không dạ đúng rồi À. đấy là ý tưởng của con luôn là chiều mến và muốn ở lại à. và muốn trao hết tất cả những yêu thương và cam chịu tất cả những nỗi đau cho mình rất là yêu thương trong cái sự chịu đựng đấy à. là một linh đạo của ki tô giáo qua đau khổ đến vinh quang cho nên những hy sinh của mình nó có giá trị của nó nếu mà mình hy sinh mà tuyệt vọng mà chết, không có ý nghĩa gì thì không phải Kitô tô giáo. mà nếu mà mình uh, có sự vinh quang mà lại không chịu qua đau khổ thì, thì cũng không. không được. cho nên nó phải cả ba thì nó mới ra thì con cố gắng ừ. làm cái này để, để nó ra được. Một người có thể nhìn nó trong đau khổ và thấy chúa đau khổ đồng hành, một người có hy vọng nhìn đấy vẫn khói tia hy vọng và một người đang đứng giữa hai khía cạnh đều thấy có sự đồng hành của Chúa dạ đấy là ý tưởng mà con Hay muốn ừ. chuyển đạt cảm ơn Cha vừa rồi đó đó là những tư tưởng về thần học và những uh, suy nghĩ về mỹ thuật nhưng bây giờ về kỹ thuật làm sao bắt đầu như thế nào để rồi qua giai đoạn như thế nào bao nhiêu giai đoạn để trở thành bức tượng cao 5 feet, nặng 250 pound bằng đồng như thế này. Dạ. Con phải mất đến uh, 15 tháng trong cái thời gian pandemic này để làm xong cái bức tượng này. Thì uh, phần của con là về nghệ thuật đó là con phải mất 700 tiếng. Nếu mà tính ra đó, hàng ngày vậy đó, uh, 700 tiếng thì nó cũng khoảng là 3 tháng để mà làm và cái tượng đó ra bằng đất sét là bằng oil clay tức là nó sẽ không có khô thì con yeah. dùng clay để con làm cái này để mà làm cái clay này thì con cũng phải làm từ uh, cái amateur tức là cái cốt ở đằng trong đó là bằng uh, thép và yeah. bằng giấy theo truyền thống thì mình sẽ có những cái trục và những cái cột để mà mình giữ thăng bằng cho cái cái tượng bằng clay nhưng mà con lại muốn làm cái này là chúa bay cho nên là con phải thay đổi cái cách cốt đó bằng cách là treo cái tượng chứ không phải là đưa những cái cây xuyên qua để mà giữ nếu mà cây xuyên qua giữ thì nó sẽ rất là cứng và nó không à. diễn đạt được cái bay cho nên là con quyết định làm cái cái dây đó và cái dây đó thì tại vì bên con là engineer cho nên là con có thể sáng kiến và suy right. tư ra để làm cái cột đó bằng là treo, tại vì treo thì mới thấy được cái dáng của chú bay mạnh mẽ như thế nào. Và sau khi mà à, giấy này cốt lõi là bằng thép này, rồi bằng à, đất sét này, thì con sẽ đưa cho cái foundry right. để mà họ giúp cho con cast ra cái đồng. thì điều đầu tiên là họ cắt cái tượng đó thành mảnh, tại vì không thể nào làm lớn được, không thể yeah, nào đổ yeah. khuôn cho một cái lớn như vậy được, cho nên họ cắt cái tượng của con bằng đất xét ra nhiều mảnh, rồi sau đó họ sẽ đổ thành sáp, đổ mô, xong rồi yeah. từ cái mô đó thành uh, sáp, sáp đó với đổ ra đồng, rồi đồng đó có với ráp lại, yeah. nối lại từng cái mảnh cắt đó, rồi con phải coi lại tất cả cái hình dáng nó có được không rồi con với bỏ màu lên, dạ đó à. là bốn công đoạn lớn trong cái giai đoạn vất vả này. Dạ. Mình còn ít phút, à, cha có thể uh, diễn tả qua một chút buổi lễ khánh thành và ban phép lành hôm đó như thế nào không? Đức giám mục ngày tới hoặc là cha tránh xứ ngày nói gì không? Dạ. Đó là một uh, buổi buổi trưa ngày uh, 22 tháng 12 năm 2021 lúc 10. Mười... 2 giờ 10 là lễ buổi trưa thì trời Seattle lúc đầu 12 giờ thì chưa mưa nhưng mà khi sẵn lễ xong lúc 1 giờ thì trời bắt đầu đổ mưa không nặng lắm nhưng mà có những hạt mưa thì có con không rõ bao nhiêu người nhưng mà có cộng đoàn Việt Nam và có cộng đoàn các bạn đến tại vì chỗ đó là chỗ mà hai hài cốt Vâng. của những người uh, uh, mắt cho nên những người họ mua cái đó, à. họ cũng đến họ xem và họ đến tham dự thánh lễ và họ cũng đến coi làm phép. Thì uh, Đức tổng địa phận là uh, cha Ichin. Đức cha Ichin làm cử hành thánh lễ đó uh, rất là long trọng, bố mẹ cũng con cũng ở đó và các sơ, dòng mến thánh giá, gò vấp cũng ở đó rồi các cha uh, trong địa phận Việt Nam cũng ở đó để tham dự thánh lễ đồng tế rất là cảm động rất là vui với uh, con và gia đình và các anh em chồng tên cũng đến đó cho nên là có mọi người ở đó ừ. thiếu nhi cũng ở đó đặc biệt là thiếu nhi con <laughs> là tuyên úy của thiếu nhi uh, ở dưới đó của miền cho nên là thiếu nhi các trợ tá đều đến rồi uh, trong đó thì uh, uh, có bữa ăn nhỏ và có cái hộp đặc biệt là có cái hộp và con có tặng cho mỗi người đến, cũng không phải mỗi người nữa nhưng mà chỉ có ra 100 cái hộp cái tượng nhỏ 3 inches, à. À, màu tím là màu yêu thương và màu của uh, mùa vọng này. À. Là có cái nơ, rồi con tặng cho những người uh, đến tham dự. Và chỉ có, và có chữ ký của con nữa, là một, 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 một uh, 100 cái hôm đó. dạ Chắc con bà cố được... Uh... Hộp thứ nhất phải không? Dạ, bố mẹ con là có số 1 trên 100. À vậy đó. Dạ. Cảm ơn cha rất nhiều đã tới đây ngày hôm nay để chia sẻ những uh, suy nghĩ thần học, những ý niệm về nghệ thuật thánh, và đặc biệt về uh, buổi lễ Khánh Thành và Pháp Lành bức tượng chịu nạn theo chiều kích thần học tương đối là rất là mới. Uh, một lần nữa cảm ơn cha, xin chúa ban ơn lành cho cha để cha tiếp tục hai công việc thứ nhất là công việc là cha giáo dạy học ở đại học và có thể tương lai dạy học ở các giáo hoàng học viện thứ hai nữa là một nghệ sĩ một nhà điêu khắc một nhà hội họa mang tư tưởng của tình yêu thiên chúa tư tưởng thần học công giáo vào trong các tác phẩm của cha cảm ơn cha rất là nhiều xin mời cha gửi lời chào quý khán thính giả vâng cảm ơn chú đã cho con cơ hội đến đây để mà uh, trình bày cái ý tưởng của con và cảm ơn quý thính giả của đài uh, sài gòn tv đã lắng nghe những cái tâm tình này uh, chúc uh, quý vị được uh, an bình hạnh phúc trong đời sống của mình đặc biệt là có ân sủng của chúa đồng hành với gia đình của mình con xin rất là cảm ơn và cảm tạ